Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3161 Mặc dù bảo vật tam đại thánh địa tích lũy nhiều năm rất khủng bố, nhưng cảnh giới tu hành không thể dựa vào bảo vật thì có thể thăng cấp được, còn bắt đầu nghiên cứu nhân thể nữa, mà những điều này đan dược đều không thể giúp được. Mấy người thiên đế thầm lắc đầu, thầm nói thiên nhân này điên rồi sao, ngài ấy nghĩ nửa bước thần quân là bắp cải trắng sao. Có lẽ là vì lời nói vừa nãy của Lexus nên ngài ấy mới cố ý nói như vậy, chỉ là lát nữa thể diện của ngài ấy sẽ không biết treo ở đâu nữa. Suy nghĩ như vậy vừa lướt qua trong đầu của bọn họ, bỗng nhiên một luồng khí thức mạnh mẽ xông lên từ công đoàn y học cổ truyền. Một bóng dáng nghiễm nhiên xuất hiện giữa không trung, nguồn năng lượng tràn đầy như biển dâng trào lên bốn phía, đè nén không khí xung quanh trở nên run rẩy. Người này là Hoa Tiểu Nam trên mặt mấy người thiên đế đều lộ ra sắc mặt khiếp sợ, nói mở, nửa bước thần quân. Bọn họ cảm nhận được khí thức mạnh mẽ cùng cấp bậc từ trên người Hoa Tiểu Nam. Trước đó không lâu Hoa Tiểu Nam chỉ là sơ kỳ của động hư cảnh, bây giờ lại đạt đến nửa bước thần quân, sự thật này khiến người ta không thể tin được. Audio điện tử võ tấn bền chỉ có Triệu Huyền là bình tĩnh, việc Đường Tuấn nắm giữ hai y thuật cấp nghịch thiên, nên muốn làm đến bước này rất dễ dàng nhưng sau đó, sắc mặt anh ta khẽ thay đổi, thì thầm nói, lão đường, vậy mà anh lại tạo ra trận chiến lớn như vậy. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, từng luồng khí thức mạnh mẽ sông lên, vắt ngang trời cao, bộc phát ra từ trong công đoàn y học cổ truyền. Nếu không phải lúc này công đoàn y học cổ truyền có rất nhiều cường giả canh giữ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé thành vô số mảnh. Lúc này trên bầu trời, ngoại trừ hoa tiểu nam, còn có hàng trăm bóng dáng, Khí tức trên mỗi một bóng dáng đều không thua kém cô ta bao nhiêu. Mấy người thiên đế, Lexus hoàn toàn ngây ra, mặc dù có phòng ốc ngăn cách tầm mắt, nhưng thần niệm của bọn họ vẫn có thể cảm giác được mấy trăm luồng khí tức đáng sợ trên bầu trời. Bao gồm cả những tướng sĩ phá quân doanh, tổng cộng có 311 người trở thành nửa bước thần quân. Ưng ừ, ực, ừ, rất nhiều người đều lặng lẽ nuốt nước bọt, ngay cả sắc mặt Triệu Huyền cũng hơi thay đổi. Hơn 300 nửa bước thần quân đồng thời xuất hiện, Điều này ở Trung ương Ngân Hà là đội hình rất mạnh, ở trái đất càng có một không hai. Mọi người xuất hiện giữa không trung, vẻ mặt mấy người Hoàng Phủ Nguyệt kích động, đi đến bên cạnh đường Tuấn. chương 3162 Mà 300 tướng sĩ phá quân doanh đồng thời nửa quỳ trên không trung, cung kính nói, đa tạ thống lĩnh. Phá quân doanh vốn chỉ là quân doanh hạ lưu, ngay cả cảnh giới hóa thần cũng chẳng có mấy người, nhưng lúc này dưới sự bồi dưỡng không thừa sức của đường Tuấn, lại xuất hiện 300 nửa bước thần quân. Triệu huyền thầm nói, y thuật của lão đường dường như đã tiến thêm không ít, hành động ngoạn mục như vậy, phóng mắt nhìn khắp trung ương tinh hải chỉ sợ cũng chỉ có anh ta mới có thể làm được. Nếu chuyện nơi này được truyền ra ngoài, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu chấn động. Đám người Lexus, thiên đế thì hoàn toàn ngốc trệ, bọn họ luôn dùng nửa bước thần quân để kiêu ngạo. Lúc trước đường Tuấn nói muốn hợp nhất thế lực toàn cầu, bọn họ còn nói sức mạnh dưới tay Đường Tuấn không đủ, nhưng hiện tại dưới tay Đường Tuấn đã có thêm 300 nửa bước thần quân, hơn nữa còn là kiểu trung thành và tận tâm, cho dù xem nhẹ chiến lực của cảnh giới thần quân Triệu Huyền, thì dựa vào sức mạnh này cũng có thể càn quét toàn cầu. Đường Thiên Nhân, Ngài thật sự dùng bảo vật chúng tôi đưa sao? Ba người thiên đế sinh ra nghi ngờ, mặc dù bảo vật của bọn họ không tồi nhưng chưa đến mức có thể tạo ra nửa bước thần quân. Bọn họ nghi ngờ Đường Tuấn đã dùng bảo vật khác. Nghe vậy, Triệu Huyền khinh thường cười nhạo một tiếng, nói, ngay cả thần quân lão đường cũng từng tạo ra, chỉ là nửa bước thần quân, còn cần đùa giỡn sao. Sứt lời, mấy người thiên đế lại khiếp sợ, đường Tuấn đã từng tạo ra người tu hành cảnh giới thần quân sao. Bọn họ bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Huyền, trong đầu toát ra một ý niệm, không lẽ là... Triệu Huyền ngạo nghế cười, nói tôi có thể trở thành thần quân, quả thật lão đường có công rất lớn. Đương nhiên, bổn thần quân cũng có thiên phú, nói đến đoạn sau, bản thân anh ta cũng hơi trột dạ. Nhưng mọi người hoàn toàn không phát giác, đều bị lời nói của Triệu Huyền chấn động. Đặc biệt là Long Vương, có thể nói là hối hận không kịp. Vốn đường Tuấn cố ý muốn tăng tu vi cho ông ta, nhưng ông ta lại bỏ lỡ cơ duyên lớn như vậy. Vốn tu vi của ông ta cao hơn một chút so với những người của phá quân doanh, nhưng hiện tại ngay cả người có tu vi kém nhất của phá quân doanh ông ta cũng không bằng, thật sự là tức chết người hành động đi. Nếu ai dám phản kháng, các người tự xử lý đi. Đường Tuấn ra lệnh cho đám người phá quân doanh. Phá quân doanh có doanh số 300 người, chia làm 10 đội, mỗi đội 30 người, chậm rãi bắt đầu hành động. Đám người thiên đế, Lexus nhìn cảnh tượng phá quân doanh đi xa, trong lòng thở dài, hôm nay trái đất sẽ nghênh đón một trận thanh tẩy lớn. Phía tây châu Phi, sau khi tu hành đại thế đến, nơi này đã bị chiếm đóng bởi một giáo phái được gọi là vu độc giáo. Chương 3163. Mấy chính phủ và mấy môn phái từng có ý đồ liên hợp phản kháng, thậm chí có người tu hành động hư cảnh đỉnh phong ra tay, nhưng kết quả cuối cùng lại là liên hợp thất bại thảm hại. Bởi vì ba lão tổ của Vu Độc giáo là người tu hành nửa bước thần quân, tam tổ liên hợp, thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ số ít thế lực thập nhị chủ thần thì trên trái đất dường như không có đối thủ. Lúc này, ba lão tổ Vu Độc giáo tụ tập trong một gian cung điện tráng lệ, toàn thân ba người họ đều phủ áo choàng màu xám cho, trong lúc lơ đáng lộ ra da, da thịt khô nhăn dưới lớp áo choàng. Ba khuôn mặt đều là da bọc xương, nước da vàng sấm, thoạt nhìn rất ghê tởm. Ba cái bàn trước người ba lão tổ bày rất nhiều rượu ngon và đồ ăn, trong đại sảnh còn có nữ lang ăn mặc hở hang nhảy múa, những nữ lang này đều có tu vi trong người, nhưng lúc này chỉ có thể chịu đựng khuất nhục. Một khi ba lão tổ hứng thú, há mồm hít một cái, Máu huyết toàn thân những nữ lang đó đều sẽ bị nuốt sạch sẽ, trở thành cỗ thi thể khô khốc. Sảng khoái, không thể tưởng tượng được ba huynh đệ chúng ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng chết chắc, không ngờ lại có cơ hội thấy lại mặt trời. Ha ha ha. Sau khi hút khô máu của một nữ lang, lão đại trong tam tổ cười rộ lên. Trong đại sảnh còn lại mấy nữ lang khiêu vũ, vẻ sợ hãi trong mắt càng thêm nồng đậm, nhưng vẫn phải nhảy múa. Nếu họ không nhảy thì họ sẽ chết nhanh hơn lão nhị nhíu mày nói đại ca phương tây có thần quân hàng lâm chúng ta có nên tránh một chút hay không tôi lo người hoa hạ sẽ ra tay với chúng ta lão đại lại cười ha ha một tiếng nói tránh sao tại sao chúng ta phải tránh thần quân đó ra tay quả thật có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta nhưng đường đường là thần quân lại ra tay với mấy người nửa bước thần quân như chúng ta đối phương cũng không tiện kéo thể diện này xuống đâu còn về đường tuấn hừ, chỉ là ỷ thế hiếp người mà thôi. Ông ta do dự một chút, nói, nhưng gần đây đúng là phải cẩn thận một chút, tránh trở thành đối tượng lập uy của cậu ta. Ông ta vừa dứt lời, bên ngoài đại điện lập tức truyền đến tiếng bước chân rồn rập, tiếp theo một người đàn ông trung niên trên mặt mang theo vết máu lảo đảo chạy vào, phụt một tiếng quỳ trên mặt đất, nói tam tổ, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão đại hỏi, có chuyện gì vậy? Hoàng hoàng hốt hốt, nếu không phải là chuyện lớn thì tôi sẽ hút máu huyết toàn thân ông đó. Dường như người đàn ông trung niên không nghe thấy lời nói tràn ngập sát ý, âm thanh mang theo sợ hãi mãnh liệt, nói: "Phá quân doanh của Hoa Hạ đã đánh tới." Lão đại bĩu môi, nói: "Phá quân doanh, đây là quân đội gì?" Lão Tam nói: "Phá quân doanh, tôi có nghe nói là thuộc hạ của Đường Tuấn Hoa Hạ, chỉ có 300 người." Chương 3164 nhưng tu vi quá rác rưởi ngay cả động hư cảnh cũng không có lão đại nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói loại rác rưởi này một hơi của tôi đã có thể diệt chết hết ánh mắt nguy hiểm của ông ta nhìn người đàn ông trung niên đó nói ông đừng nói với tôi là ông bị những người đó dọa đấy chứ người đàn ông trung niên đó có tu vi động hư cảnh hậu kỳ theo lý mà nói có lẽ có thể dùng sức một mình diệt hết phá quân danh đó người đàn ông trung niên hoảng hốt nói tam tổ tình báo sai rồi, bọn họ có tu vi nửa bước thần quân. Cái gì? Ba lão tổ đồng thời đứng bật dậy. Nhưng sau đó lão đại lại nói, hừ, cho dù có giấu một hai người nửa bước thần quân thì có sao chứ? Vu độc giáo chúng ta sẽ không sợ bọn họ. Không phải một hai người, mà là ba mươi người. Sau khi người đàn ông trung niên nói xong câu này, thì ngồi bệt trên mặt đất. Tam tổ nghe vậy cũng ngây ra, vẫn chưa hiểu hàm ý của câu nói này. Dây tiếp theo, hơn 10 luồng khí tức đáng sợ xuất hiện trong phạm vi ba người họ cảm ứng được. 30 luồng khí tức xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa còn tạo thành thế hợp vậy. Tam tổ khiếp sợ, ánh mắt đờ đẫn. Trong cảm ứng của bọn họ, mỗi một luồng khí tức đó đều không thua kém bọn họ. Ba người họ nhìn nhau, nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong mắt đối phương. Sao có thể? Tam tổ kinh ngạc muốn chết, giờ khắc này ngay cả ý chạy trốn bọn họ cũng không có mà cho dù muốn chạy cũng chạy không thoát. Bọn họ chỉ có thể bó tay khi đối mặt với 30 người nửa bước thần quân ngang cấp. Chỉ là cho dù thế nào bọn họ cũng nghĩ không ra, sao phá quân doanh lại có thêm 30 người nửa bước thần quân chứ? Cuối cùng, mặc dù tam tổ liều mạng chiến đấu vẫn không thể thay đổi kết cục, chỉ có thể trước khi tự bạo chết, đánh trọng thương hai tướng sĩ phá quân doanh, còn những người khác đều bị thương nhẹ. Thực lực phá quân doanh tăng lên quá nhanh, nên vẫn chưa thích ứng với kiểu chiến đấu cấp bậc này. chương 3165 Lúc Tam Tổ bỏ mình, rất nhiều người tu hành phía dưới đều hoan hô thành tiếng, rơi nước mắt đầy mặt, có mấy người kích động đến quỷ xuống. Cảnh như vậy đã xảy ra khắp mọi nơi trên trái đất. Hành động phá quân doanh quá nhanh, dùng thực lực mạnh mẽ để nhổ bỏ các thế lực, cho nên phần lớn mọi người đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết thần binh trên trời đã chém giết thủ lĩnh của rất nhiều thế lực lớn. Còn về những người đó đến từ đâu thì rất ít người hay biết. Chỉ dùng một ngày, phá quân doanh đã chém giết 30 nửa bước thần quân, dường như đều là người tu hành làm chuyện ác. Mà Đường Tuấn lại âm thầm giành được quyền khống chế thực tế của những thế lực này. Trong thiên đình của Tam Đại Thánh Địa, đám người thiên đế nơm nớp lo sợ nhìn 300 tướng sĩ phá quân doanh đang xếp hàng đợi, trong lòng nổi lên từng đợt khí lạnh bởi vì số lượng quá tranh lệch, 300 tướng sĩ phá quân doanh ngoại trừ bị thương nặng và thương tích nhẹ ra, thì không có tổn thất gì khác. Mấy tướng sĩ phá quân doanh bị trọng thương, sau khi được đường tuấn trị liệu, thương thế cũng tốt hơn phân nửa. Suốt cuộc tên nhóc đó đã làm sao vậy? Trong lòng đám người thiên đế vẫn rất khó hiểu, đồng thời có chút chờ mong. Theo lời Triệu Huyền nói, Đường Tuấn có thực lực tạo ra cảnh giới thần quân, có phải là nếu bọn họ biểu hiện tốt thì cũng có thể có được cơ hội này đúng không? lúc này đường tuấn đang huấn luyện các tướng sĩ phá quân doanh âm thanh hơi bất mãn với nhân số gấp mấy lần đối phương lại có người trọng thương khiến tôi có chút thất vọng các tướng sĩ phá quân doanh đều cúi đầu không nói một lời cho dù hiện giờ bọn họ đều là nửa bước thần quân đặt ở trong trung ương tinh hải là nhân vật khó lường nhưng đối mặt với lời gian dạy của đường tuấn vẫn không ai dám nói nửa câu hay lộ ra biểu cảm bất mãn bọn họ rất rõ thực lực của bọn họ đều là đường tuấn ban cho nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt, qua một thời gian nữa còn có một trận đại chiến. Dạy dỗ mấy câu, vẻ mặt đường Tuấn hòa hoãn lại, anh nói với Triệu Huyền, Triệu Huyền, không phải anh nhàn rỗi đến nhàm chán sao, vậy thời gian này giúp tôi huấn luyện bọn họ một chút đi. Triệu Huyền xoa tay, lộ ra nụ cười gian quỷ, nói yên tâm đi lão đường, giao cho tôi, anh yên tâm trăm phần trăm đi. Sắc mặt thiên đế khẽ thay đổi, hỏi thiên nhân, vừa rồi ngài nói còn có một trận đại chiến, là có chuyện gì vậy? Đường Tuấn nhìn lên trời khung trời, nói các thần quân thiên ngoại sắp đến rồi. Sứt lời, đám người thiên đế kinh ngạc khiếp sợ. Ở một nơi cách trái đất không biết bao xa, một con tàu lớn đang di chuyển nhanh chóng. Mũi thuyền đặt một pho tượng bỏ cạp giữ tợn, thân thuyền tản ra bảo quang lấp lánh, thoạt nhìn rất huyền dị. chương 3166 Mỗi một lần bảo quang sáng lên, thuyền lớn lập tức biến mất, một giây sau lại xuất hiện ở nơi vô cùng xa xôi. Tốc độ này có thể so sánh với dịch chuyển tức thời. Lúc này, trong chiếc thuyền lớn, một nhóm người đang ngồi xung quanh. Ngồi phía trước là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp. Người đàn ông trung niên mặc áo choàng xanh, tóc rối tung. Người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen, nhan sắc kiều mị, đôi mắt lưu chuyển khiến người ta mơ tưởng vô hạn. Người đàn ông trung niên áo xanh hạ giọng nói, qua 10 ngày nữa, chúng ta có thể đến trái đất, các người có sắp xếp gì không? không cần sắp xếp, cứ trực tiếp giết. Một người đàn ông hùng tráng đầu sư tử khinh thường nói, trái đất, vùng đất đạn mà thôi. Lần này chúng ta tổng cộng có 26 cảnh giới thần quân, còn có thanh mạn và độc hạt thần quân tỏa chấn, còn sợ một vùng đất bị trời bỏ nho nhỏ sao. Những người khác cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đối với đám thần quân đến từ Trung ương Ngân Hà, đến trái đất đồng nghĩa với việc đi trải nghiệm nông gia thôn, hoàn toàn không tồn tại nguy hiểm gì cả. Người đàn ông trung niên áo xanh nhíu mày, nói, nói như vậy không sai, nhưng trái đất từ rất sớm cũng từng có một đoạn lịch sử huy hoàng, nội tình vẫn còn, không thể không cẩn thận một chút. Ông ta vừa nói xong, phu nhân xinh đẹp nũng nịu ngồi bên cạnh ông ta cười diễu nói, thanh mạn, ông thật sự nhát gan như chuột, không sinh ra ở tộc chuột thật sự là thất sách. Bà ta trực tiếp đứng dậy, nói trái đất mà thôi, có cái gì đáng coi trọng. Mục đích chuyến đi này của chúng ta chính là giết người đoạt kho báu, Bắt giữ người thân bạn bè của Đường Tuấn, buộc cậu ta giao ra hai loại y thuật cấp nghịch thiên đó. Cái này không có gì vui cả, các người tự chơi đi. Nói xong, thân hình bà ta biến mất tại chỗ. Người đàn ông trung niên đầu sư tử liếc mắt nhìn người đàn ông áo xanh một cái, nói: "Thanh Mạn Thần Quân, tôi cũng cảm thấy ông cẩn thận quá rồi, một trái đất nho nhỏ cứ diệt là được." Ông ta cũng rời đi, bắt đầu có người liên tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Thanh Mạn Thần Quân với mấy thần quân khác. Đại ca, ông đang lo lắng cái gì vậy? Một người trẻ tuổi có làn da tựa như vỏ cây nhìn về phía Thanh Mạn Thần Quân, nói tôi cũng cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, có lẽ trái đất hoàn toàn không đáng để chúng ta coi trọng. Thanh Mạn Thần Quân thở dài, nói, nếu thật sự như vậy thì tốt, yêu thực nhất mạch chúng ta tu luyện vốn rất gian nan, đến bây giờ cũng chỉ có mấy thần quân chúng ta. Lỡ như chuyến đi này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thì tộc quần chúng ta sẽ hoàn toàn trở thành chư hầu của tộc yêu thú chương 3167, 20 mấy thần quân. Mấy người thiên đế, Lexus đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hai mươi mấy người đối diện bọn họ đều tản ra khí tức khiến bọn họ cảm thấy run dày. Hai mươi mấy thần quân. Mấy người thiên đế kinh ngạc không hiểu gì, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tâm trạng giờ phút này. Ngay từ đầu đường Tuấn đã nói với bọn họ có thần quân thiên ngoại sắp đến, bọn họ cho rằng nhiều nhất cũng chỉ có một hai người, ai ngờ lại có hai mươi mấy người. Lại nhìn mình, chỉ có một cảnh giới thần quân. Sự khác biệt số lượng gấp hai mươi lần, làm thế nào để bù đắp được chứ? Nhìn thấy biểu cảm của đám người thiên đế, độc hạt thần quân khinh thường nói, quả nhiên là một đám chưa từng thấy qua thế giới. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt độc hạt thần quân cũng kịch liệt chấp động mấy cái, quét qua 300 người tu hành nửa bước thần quân phá quân doanh, Thầm nghĩ, hình như những người này vừa mới đột phá không lâu, dựa theo tình hình trái đất hiện giờ, vẫn chưa xuất hiện tình hình người tu hành đỉnh cấp tăng vọt như vậy. Chương 3168 xem như là công lao của các người. Ánh mắt ông ta bỗng nhiên đặt trên người Đường Tuấn, trái tim co rụt lại, nghĩ đến một khả năng. Không hổ là người có y thuật cấp nghịch thiên, lại có thủ bút lớn như vậy. May mà tôi đến sớm, nếu không lỡ như thật sự để cậu ta tạo ra 300 thần quân vậy còn ai có thể ngăn cản trái đất quật khởi chứ nghĩ đến đây ánh mắt độc hạt thần quân trở nên tham lam càng muốn có hai loại y thuật cấp nghịch thiên thanh mạn mấy thần quân yêu thực nhất mạch các người ra tay trước đi nếu như có thể bắt được đường tuấn thì xem như là công lao của các người độc hạt thần quân nói với thanh mạn thần quân đừng nói tôi không cho yêu thực nhất mạch các người cơ hội thanh mạn thần quân thay đổi sắc mặt vẫn chưa nói gì, mấy đồng bạn của ông ta đã nóng lòng muốn thử, đại ca, đối phương chỉ có một thần quân mà thôi, bắt được bọn họ sẽ rất dễ dàng. Thanh mạn nghe vậy, nhướng mày, ông ta đã đoán ra tính toán của độc hạt thần quân, là muốn yêu thực nhất mạch mạo hiểm, thăm dò thực hư. Đang lúc Thanh Mạn hơi do dự, độc hạt thần quân thản nhiên nói, Thanh Mạn, lẽ nào ông muốn từ chối sao? Đừng quên, tôi đại diện cho ý chí của Bạch Long thần quân và Bạch Hổ tôn giả đó trong lòng thanh mạn thần quân dùng mình, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, cắn răng nói, được, chúng tôi ra tay trước. Nói xong, ông ta dẫn theo mấy thần quân bay về phía trước. Tính thêm thanh mạn thần quân thì tổng cộng có 6 người. 6 thần quân đồng thời phóng ra khí cơ, uy áp nồng đậm như sóng chiều bao trùm về phía người của địa cầu nhất mạch. Thanh mạn hóa thân thành một gốc dây leo cao tới ngàn trượng, cành cây to lớn bố trí dày đặc trên hư không, Mấy người khác, có người hóa thành gốc cây đa cao trăm trượng, quang mang xanh biết giải khắp hư không, có người lại hóa thành một đóa hoa hướng dương. Triệu Huyền thay đổi sắc mặt, nói, lại yêu thực nhất mạch của tinh vực Bạch Hổ. Lực sinh mệnh của người tu hành nhất mạch này là mạnh mẽ nhất, cùng cảnh giới dường như rất khó giết chết. Không phải nói bọn họ không đối phó với yêu thú nhất mạch sao, sao có thể liên thủ chứ? Hoàn toàn không kịp suy nghĩ nhiều, sáu người tu hành yêu thực nhất mạch lập tức vọt đến. Triệu huyền quát, lão đường, cho anh xem thành quả huấn luyện mấy ngày nay của tôi nè. Phá quân doanh, bày trận. chương 3169, đường Tuấn, dám đánh một trận với tôi không? Người hai bên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Độc hạt thần quân im lặng một lát, bỗng nhiên nói là vạn tuyệt trận của vạn diệu cung. Mặc dù vạn diệu cung không mạnh nhưng nội tình thâm hậu, hơn nữa ở phương diện trận pháp và tính toán có trình độ môn phái khác khó có thể đạt được, trong đó Vạn Tuyệt trận chính là một trong những trận pháp nổi danh. Nghe nói Vạn Tuyệt trận lớn nhất do 10 trận pháp cỡ trung bình cấu thành, một trận pháp cỡ trung bình do 10 trận pháp nhỏ tạo thành, một trận kết một trận, uy lực không ngừng chồng lên nhau, cuối cùng có thể lấy yếu thắng mạnh. Trận pháp mà quân sĩ phá quân doanh sử dụng chính là Vạn Tuyệt trận phiên bản thu nhỏ. Triệu Huyền đắc ý cười nói không sai chính là vạn tuyệt trận của vạn diệu cung chúng tôi nhưng tôi đã cải tiến một chút xem ra uy lực không tồi sắc mặt độc hạt thần quân trầm xuống nói triệu huyền cậu thân là thánh tử vạn diệu cung vậy mà lại trợ giúp người dân nơi bị trời vứt bỏ nếu chuyện này truyền về tinh vực kỳ lân cậu không sợ bị vạn diệu cung các người xử phạt sao triệu huyền cười diếu một tiếng nói người dân bị vứt bỏ độc hạt thần quân nếu đặt những lời này ở 10 vạn năm trước thì ông dám nói không? Ông không thích trái đất, không có nghĩa là người khác cũng không thích. Nhiều người nghe vậy đều im lặng. Mấy câu nói ngắn ngủi của Triệu Huyền gián tiếp tiết lộ rất nhiều tin tức, ít nhất không phải mọi người đều có thành kiến với trái đất. Độc Hạt Thần Quân hừ nặng một tiếng, nói, chặn được mấy phế vật yêu thực nhất mạch thì tự cho là đúng. Tinh vực Bạch Hổ tôi lớn mạnh, cũng không phải chỉ dựa vào mấy phế vật yêu thực đó ông ta nói xong, mười mấy thần quân yêu thú nhất mạch phía sau vọt về phía trước. Người đàn ông đầu sư sông lên phía trước, quát đường tuấn, dám đánh một trận với tôi không? Trận chiến năm đó, mặc dù tôi chưa tu thành thần quân nhưng cũng đi theo trưởng bối giết không ít người trái đất. Hi hi, trận chiến đó đúng là người trái đất các người liều mạng, ngay cả đứa trẻ 7-8 tuổi cũng khoác áo giáp ra trận, chỉ là đều uổng phí, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mùi máu thịt thơm ngon của những đứa trẻ đó là gì đó. Sắc mặt Triệu Huyền khẽ thay đổi, khuyên nhủ, lão đường, ông ta đang khiêu khích anh. Anh không cần ra tay, lần này tôi rời khỏi vạn diệu cung đã mang theo không ít thứ tốt, cũng đủ ngăn cản bọn họ. Thần quân đầu sư cười nói, ha ha ha. Chỉ là thằng nhóc biết chút y thuật, phải bảo vệ quê hương mình, lại còn dựa vào người ngoài, đúng là nực cười ánh mắt đường tuấn nhìn trầm thần quân yêu thú nhất mạch đầu sư tử trong ánh mắt lạnh đến cực điểm anh hạ giọng nói triệu huyền anh giúp tôi chặn những người khác tôi muốn xử ông ta trong lời nói tràn ngập sát ý khiến trong lòng triệu huyền run lên chỉ đành gật đầu đồng ý vậy anh cẩn thận chút mặc dù lão đầu sư tử đó vẫn chưa bước vào cảnh giới thần quân trung kỳ nhưng sẽ không yếu thế so với cảnh giới thần quân trung kỳ đâu chương ba nghìn tháng bại tựa hồ đã xác định được Đường Tuấn nói, hôm nay ông ta phải chết. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn đã xông ra ngoài. Mặc dù mấy người thiên đế, Lexus cũng bị lời nói của đầu sư tử làm cho tức giận, nhưng cũng biết khoảng cách hai bên quá lớn, nên chỉ đành nhẫn nhịn. Lúc này Đường Tuấn ra tay khiến mấy người họ đều trao mày. Đường Tuấn chỉ là động hư cảnh đỉnh phong, sao có thể là đối thủ chứ? Kích động quá rồi. Đám người thiên đế lắc đầu phía trước, toàn thân đường tuấn bao phủ một tầng hỏa quang, hỏa diễm hình thành nên một thanh đại đao hỏa diễm. Yêu thú thần quân đầu sư tử thấy thế không khiếp sợ mà vui mừng, lớn tiếng nói, hi hi, đã sớm nghe nói cậu có hỏa tự thần văn. Đưa thần vật này cho cậu cũng lãng phí, hãy thành toàn cho tôi đi. Thần quân với thân người đầu sư tử nhoáng lên một cái, hóa thành một con sư tử lớn toàn thân là lông màu vàng kim. Cao hơn mấy chục thước, hàm răng sắc bén lóe ra ánh sáng lạnh lẽo sức mạnh khủng khiếp bùng nổ anh ta mở miệng nói tiếng loài người trong âm thanh tràn ngập đắc ý tiểu tử thối mày vẫn còn quá non nớt lão phu chỉ dùng vài lời chọc giận mày mày lại thật sự dám cùng tao đơn đả độc đấu xem lão phu khống chế mày như thế nào nói xong sư tử vàng há to miệng cắn xé đường tuấn cùng lúc đó đại đao hỏa diễm trong tay đường tuấn cũng bổ xuống ầm ầm làn sóng hỏa diếm cùng kim quang rực rỡ từ nơi hai người giao thủ đồng thời bộc phát ra trong nhất thời không gian bên ngoài bị chia làm hai màu vàng đỏ hư không nghiền nát nhật nguyệt vô quang độc hạt thần quân cũng không dám dùng thần niệm đi dò xét các thần quân của tinh vực bạch hổ phần lớn đều lộ ra biểu tình khiếp sợ không cần triệu huyền ra tay ngăn cản bọn họ đã tự giác dừng lại sợ đến quá gần sẽ bị lực lượng giao thủ của hai người cuốn vào khi đó không chết thì cũng trọng thương sư tử lớn có loại thực lực này bọn họ đều cảm thấy đương nhiên nhưng thực lực của đường tuấn ngoài dự liệu của bọn họ không chỉ có các thần quân của tinh vực bạch hổ một phương của địa cầu cũng như vậy triệu huyền ngây ngốc như gà gỗ vẻ mặt kinh ngạc run giọng nói lão lão đường tên này cũng giấu thật tốt quá đi có loại thực lực này cũng không nói rõ với mình mấy người lexus liếc nhau cười khổ nói xem ra chúng ta đánh giá thấp vị đường thiên nhân này rồi hỏa diễm cùng kim quang trong sân dần dần tiêu tán, lộ ra thân hình hai người. Sư tử lớn đã biến thành kích thước của sư tử bình thường lúc này đang cắn bả vai đường Tuấn, máu tươi từng chút từng chút chảy xuống. Ngọn lửa vốn bao phủ toàn thân đường Tuấn tiêu tán, đại đao hỏa diễm cũng biến mất. Thắng bại, tựa hồ đã xác định được. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 3170.